Đỡ phải là mà đang tự nhiên mình thấy nhiều vậy trời. Bé này vừa rồi đỡ rồi mà đúng không ta? Đúng bé. Hồi trước bị nhiều rồi. Hồi trước bị cũng nhiều lắm. Thế là đỡ rồi đúng không? Đỡ rồi trừ bị lại đúng không? Đúng rồi, vì bé này là cơ địa. Chứ không phải hết rồi hết luôn đâu. Ai? Ai? Rào răng. À. Cái mình biết sai mình cũng có tính là của anh đang bị chi bỏ em đó. Không có gõ chỗ không có tính. Sao mà gõ bằng cái sai. Cái tay sai vui quá không gõ giấy tờ sai đúng không? Bằng tay sai thôi. Tăng vô dục cho anh đó. Cái rào răng. Có tiền không? Em đưa bắt đầu em đưa 300 thì em về. Cái của sai em không tính mà 300. Rồi em đưa 150 về. Thì anh giờ chỉ lúc mấy em có đồng mới bị nghỉ việc xong thì em có mình nghỉ việc mình nghỉ việc xong thì em không có gì đâu, cứ đi về đi. Cảm ơn anh, nước mắt nước mũi chảy ra chứ em mở ra rồi ngọc nắng trướng nắng nhìn mặt mới khổ quá. Cái xe em nhát bắt rồi. Cái xe em là không bắt kệ không gọi giấy tờ xe luôn mà. Mà xe mô, xe gì? Xe AB của em đi kìa. Xe AB mà cục xưa gì kia không hỏi với tờ xe chỉ hỏi bằng lấy xe đâu hỏi có bằng không? Dạ có bằng, lúc nó mai mình đem bằng muốn cái xe mà thôi cứ đi về đi sao cũng chắc trăm ngàn khó chịu quá ba ông trăm ngàn khó nước mình chán như vậy vậy đó trăm ngàn mình chán gặp Loan là Loan quảng cáo liền. Anh qua spa em làm để em trừ đi. Có mấy thằng công an giao thông làm ở mình mà. Nặng mụn nhiều à, vô chứ bình thường chứ mình xin hắn chứ vô là hắn năn nỉ chạy lại luôn. Vô là hắn kêu đi chứ chị ơi tha cho em đi về. Đừng nặng em nữa. Ờ mà mấy thằng nó nhiều là muộn lắm. Bữa hôm trước chọc thằng nữa đó làm công an giao thông bên kia kìa. Trời à. Cái gì giờ là chị không cho em về đâu. Ừ. Ý là hắn nặng lâu quá, nặng hắn nhiều quá kìa. Do hắn đứng ngoài đường bụi á. Mà tụi nó mụn nhiều lắm, mụn mà đã đờ luôn. Chọc hắn dễ sợ luôn. Ở Đông Nguyên họ toàn đi lọc mụn mà nên là đi làm đi lắm ái hơn hả chị? Hả? Lọc có lọc là mụn cám thôi, lọc chi rá. Ừ. Mình giờ là lọc không đâu. Lọc ra thì cho chiếc xe mà ai mới hả, xe. Cô đi đường tối rồi cô phải lắp đèn vô nha cô. Mất hiệu nó rồi cô đi đi cô. Thấy không muốn ăn luôn. Tiền cho đi lắp đèn luôn. Không thấy tội nghiệp quá luôn. Cái rồi hắn xong rồi hắn về có nói à, khúc cuốn có nói về bỏ kính đồ vô không? Dạ không, không nói gì luôn. Hắn đang bận đi về. Hắn đang bận luôn rồi, khác rồi. Thôi đi về đi. Mình bà nó bà ngu hình như bà tránh công an giao thông á. Bà tụi cũng nhanh dễ sợ luôn, thấy nhanh. Bà đi nè, xe hư đi nè, bà đi cái làng của xe hư luôn. Bà định vòng qua đi xe hư đi, đây là một quành nên là công an giao thông đi bà. Thằng nó nào đứng trước xe hư. Ngồi theo đi chẳng phải đi. Phải đi Big Ma nữa mà thấy bỏ cười sợ. Phải đi còn đầu lội lội thùi cho con cái. Cắm sao xinh. Không, liêu với sợ luôn á. Không ra trước giữa đường đứng luôn. Thiệt á, mấy thằng đi. Bà bò đầu xe hơi. Thì chấm lộc phẩm ở trong ngàn đụng là xe hơi. Bà xe hơi là xe hơi. Ủa mà ai có thông rồi đó không bà?
xe hơi và đang tưởng em ra đó đứng mà không có xe hơi thì không thấy bắt. Thấy xe thì lây lòi ra bà đi xe máy. Đi xe làm thế. Chị là chị thấy công an là chị tỉnh lắm. Biết là hắn thổi ta kệ là ta đi thẳng thời rồi đó. Ta đi từ từ, vẫn đi từ từ bình thường. Kêu tôi đâu biết tưởng thổi người đằng sau, ví dụ cái gì theo đó. Nhưng mà chị như rất nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà chưa ai dí theo. Tại vì chị cứ đi bình thường. Ta giả ngu giả ngơ đó. Biết là thôi ta, nhưng ta giả đi. Từ phi mà nó chặn đúng cái đầu xe mình lại gõ của xe mình à. Nhưng mà chị thấy hắn chị né qua bên mà chị đi chị ngó ở thẳng thôi, chị không có ngó hắn. Chị biết là thảo chị đó nhưng mà chị không vô. Chị nhớ hồi xưa ta trốn công an rất là nhiều lần. Hồi xưa dễ sợ thiệt. Nhớ là hồi xưa mình kinh khủng. Hồi mấy thằng nó chờ mà nghĩ là không nghĩ ra chị kinh khủng như đó luôn á. Ta giả đò, ta lừa lừa, ta giả đò vô, ta bấm số 1. Rồi cái véo. Mua gì mà 48 này. Ta thấy mình mua đồ linh tinh khá gì vậy. Đặt ít tiền. Đặt chi cái này mới đồng. Đủ chưa? Đâu em?
ít cái nó hút máu ra vậy nè, nó bầm hôi chưa. Thank you.